Nằm im. Mày không phải buồn. Tao hứa là tao sẽ ở với mày. Còn ông ấy nhìn đấy, vợ hai thì kệ ông ấy. Không phải tao thót làm gì cả. Cái con người mà nó bội bạc, nó phụ tình. À con kia phải mày phản đối gì? Mày phản đối thì cũng được. Nhưng mà mày là mày nắm mồm lắm đấy nhá. Đấy thôi, cứ yên tâm, anh sẽ ở bên mày trọn đời. Mà không biết U đâu. U ơi, U ơi. Gì đấy? Ra con bảo đây. Chuyện hệ trọng, căng thẳng luôn. Chuyện gì? U ngồi xuống đây. Mày đi đâu về đấy? Thì con đi vẫn như mọi ngày chứ con làm gì đâu. Chuyện gì? Mày bằng này tuổi rồi, tao hỏi mày suốt ngày mày bế gà này. Mày bế gà là tao không bằng lòng luôn nhá. Có giỏi ấy, thì sang làng bên bê vợ về đây cho mẹ. Cái bê vợ mẹ cứ để từ từ. Có một cái chuyện này á, nó còn kinh khủng hơn là con lấy vợ nha. Chuyện gì? Nhưng mà thôi con không nói đâu. Thợ nói ra bây giờ nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của U. Đấy, tự nhiên là... Chuyện gì? Nói đi. Mày có nợ nần gì ai không? Nợ nó là việc của con rồi. Mày nợ đứa nào? Con nói thật với U là con nợ thằng Tuất. Tiền con thua gà tháng nay. Khổ chưa? Vâng. Thôi được rồi. Nhưng mà cứ nói cái chuyện vừa rồi ra đi. Rồi tao sang nhà thằng Tuất. Tao giá tiền cho mày, được chưa? Con nhìn U con này ứa nước mắt. U là thắp mất đi một người đồng bao năm má ấp tay kề. Con thì thắp mất một người thầy kính yêu. Mày làm nhảm cái gì đấy hả con? Chưa lắm. Làm nhảm cái gì đấy? Làm gì đâu, đây là con đang nói cái chuyện căng thẳng lắm U ạ. Thắp mất rồi. Thế thì nói đi, vòng vèo mãi. Cái này nó không phải là mất là khuất núi đâu. Mà con thì sắp có U mới. Thầy con thì sắp có vợ mới. Úi giời. Còn U thì sắp có tình nghịch mới. Thế là thế nào? Hả? Có nghĩa là úi giời ơi. Đấy. Có thật không? Ô ta này không thật. Mày mà điêu toa mày mà dựng chuyện mày chết với bà này. Rõ ràng nhá, đi qua chỗ con nói lời yêu đương mới đau. Mày đi gọi thầy về đây. Mang gọi ngay về đây cho mày. Đấy, thế rồi kìa. Mày cứ đi rồi tao sang nhà Tuất tao giả. U hứa nhá, U hứa đấy. Hứa. Mang. Con đi gọi luôn đấy. Đùa với bà. Ôi giời, tôi xin bà. Ôi giời, tôi xin bà. Ôi giời, tôi bảo tôi không mặc, tôi xin bà. Ôi giời, tôi không có gì mà oan đâu, tôi bảo không có gì mà. Ôi giời. À, đùa với tôi à? Đùa với tôi mà xong à? Tôi bao giờ có dám đùa với bà? Đùa chuyện gì thì đùa. Chứ ai dám đùa cái chuyện này? Không dám đùa với tôi à? Mà tôi hỏi bà, tại sao bà nghe đâu? Bà nghi ngờ tôi, bà đánh tôi như thế này. Tôi nói cho ông biết nhá. Ông bỏ ngay kiểu đi đầu hai thứ tóc rồi mà ông còn tòm tem à? Người ta đã nói rồi nhá. Ông hỏi tôi như thế thì tôi nói cho ông biết nhá. Đi hỏi ra, về nhà thì hỏi trẻ nhá. Ông hỏi ngay cái thằng con ông ấy. Tôi nói bà biết nhá. Bà cứ làm ầm ĩ lên.
hàng xóm người ta không biết chuyện gì. Mà tôi tòm tem với ai, tặng tiệu với ai? Bà lại nghĩ tôi tặng tiệu với con yêu tinh, cái con mặt như là cái vòi ý. Trời ơi, ông cứ chê nó là cái vòi, nhưng mà rồi sau lưng tôi ấy, ông lại vòi nó. Vòi cái gì mà bà đi? Vòi cái gì mà vòi? No. Ra. Ra đi bà Bảo. Ra. Bà gọi con ạ. Cậu đâu? Cậu ạ. Cậu đâu nhỉ? À, sáng con thấy cậu bế gà đi đá gà rồi. Ôi ôi, ông ơi. Cái gì? Ông bị đứa nào đá vào mặt đấy? Bà mày đá. Mày bảo đứa nào là đứa nào đá vào mặt hả? Bà đá. Đi. Dạ, đi đâu ạ? Mày đi tìm cậu, bảo cậu sang thẳng nhà con Liêu cho bà nhé. Nhanh. Dạ vâng, cho con đi ạ. Sao đấy làm cái gì? Ôi trời ơi. Điểm ấy. Tôi nghĩ mà cay. Tôi nghĩ tôi thương thầy bu tôi quá. Thầy bu tôi đã cấm tôi không được lấy ông nhá. Thế mà cá không ăn muối cá ươn. Kìa. Con không nghe cha mẹ chăm đường con hư. Tôi nói với bà giờ tôi bị oan, không phải như thế đâu. Không phải như thế à? Không phải như thế nhá, thì theo tôi sang nhà con Liễu nhá, thì sẽ biết ngay nhá. Sao đấy làm cái gì? Bà định bêu xíu cả vợ chồng mình ra bà dân tiên ạ. À. Tôi nói cho ông biết, tôi biết hết rồi. Tôi biết hết nhá. Nếu mà bảo là người ngoài ấy, người bà biết cái gì? Ông nhận đi. Nhận cái gì? Tôi không có tỏ ra nhận cái gì. Mà tôi nói cho bà biết nhá, bà cứ nghe hàng xóm người ta đơm chuyện đặt điều, bà nói cho tôi ai đứa nào tôi vạch vôi vào mồm nó xong xem. Nếu mà bảo hàng xóm láng giềng đặt điều thì không nói làm gì, bảo người ta đơm chuyện thì không nói làm gì. Nhưng mà tôi hỏi ông nhá, ông có dám vạch vôi vào mồm con trai ông không hả? Nó nói với tôi hết rồi. Chính là nó à? Trời ơi, tin này thì cái thằng này, bà phải tin tôi hay bà tin nó nào? Tôi tin nó. Bà tin nó à? Thế nó kể như thế nào? Chuyện như thế nào? Chuyện này. Thế nào? Bà kể đi. Chuyện là thế này. Con thì sắp có u mới. Thầy con thì sắp có vợ mới. Còn u thì sắp có tình nghịch mới. Thế là thế nào hả? Có nghĩa là thế tôi hỏi bà tin nó hay tin tôi? Tôi tin nó. Tin nó? Thế thì tôi biết nói với bà thế nào bây giờ? Thôi không nói chuyện nhiều. Chuyện không phải như thế. Không nói nhiều nữa. Bây giờ ông muốn tôi tin đúng không? Đúng. Đi. Đi đâu? Thì tôi bảo đi sang đấy ngay với tôi mày lì. Đi. Đi đâu? Khổ quá, tôi vào tôi lấy cái vấn. Bảo vấn làm gì? Hả? Đi ra ngoài đường thì phải có cái vấn chứ. Sang sợ nó chê xấu, chê già đúng không? Khổ chưa. Đi trước đi. Đi ra đường thì nó cũng phải đẹp chứ. Được. Lần này thì tôi cho ông đẹp luôn. Nha. Đùa với bà. Ôi trời, ngoan nhá, nghe chưa? Ngoan thì cái gì được nhân ngoan, nghe chưa? Gà mà cũng gáy là con gà ngon. Gà mà cũng gáy là con gà ta. Cậu ơi! Cái gì? Cậu! Ôi trời ơi! Cậu ơi! Có chuyện gì này?
Cậu cậu đi đâu đấy? Thì tao đi đá gà đi, đi làm gì? Mày hỏi hả? Ui, nước sôi lửa bỏng như thế này cậu còn đi đá gà nữa? Thì tao không đi đá gà thì tao đi làm những việc gì ngoài đá gà? Cậu cứ đi đá gà đi. Ừ. Ở nhà bà đang đá ông tím cả mắt kia kìa. Ui trời, con tên rồi. Tao này đá mặt ông tím mắt thế à? Hay là tại tao đi đá gà nhiều quá ông bà mâu thuẫn đánh nhau? Không phải, mày. Con chỉ thấy bà bảo là gọi cậu về. À không, gọi cậu sang thẳng nhà cô Liễu để ba mặt một lời. Mày điên à? Bây giờ nhá, bà nhá, vâng, mấy ông, vâng, mấy con Liễu để ba mặt một lời nữa rồi. Thế bây giờ tao về thì thành mấy mặt nữa, thừa mặt nó còn gì nữa? Cậu, con thấy dân làng bảo cậu ngu, con không tin. Hôm nay cậu nói thế là con biết rồi đấy. Có mày ngu thì tao nói thay ở chỗ nào chứ, đúng không? Thì bây giờ nha, ba cái mặt kia rồi, bây giờ thêm mặt tao với mặt mày nữa là năm mặt một lời à? Không phải là ý như thế, mà ý bà là về làm rõ cái chuyện gì ấy và muốn cậu chứng kiến. Thôi được rồi, tao nghĩ rồi, mì hạnh phúc của u ta đấy, mà tao là người đàng hoàng, thống nó thẳng thắn, không bao giờ nhiều chuyện, nhưng vì hạnh phúc của u tao, đi luôn, điên lắm rồi. Đâu rồi? Con Liễu đâu rồi? Mình ơi. Hả? Đâu? Mình gọi ơi. Con Liễu ra đây tao. Mình ơi, tôi bảo rồi không có đâu, không phải đâu mà, đừng có làm sồn sồn như thế, oan cho tôi. Oan là oan thế nào? Thằng này, đứng đây tao à? Nè. Nhá. Thôi. Theo con thế này này. Thầy cứ thung thực, thật thà, tin tưởng, nhận tội, tăng tịu thì sẽ được tẩn thêm. À, sẽ được tha tội. Đấy. Thế được tha tội thôi, thầy cứ nhận đi. Nhận đi để con còn đi tội gà bây giờ. Đang tội gà mắt người ta mày đây. Tôi nói cho ông biết nhá. Nhá. Con nhà mình còn bé tí tị tí ti mà nó còn biết thế nào là phải, thế nào là nái, đúng không? Đúng ạ. Thế mà ông bằng này tuổi đầu rồi mà ông lại còn dính vào cái trò tằng tịu như thế, tôi thử hỏi ông xem là như thế có được không? Tôi nói với bà rồi, không có chuyện đấy, bà cứ làm ầm lên rồi xấu chàng thì hổ ai, chuyện đấy không có. Ầm là ầm thế nào? Ông định chối à? Ông định bao che à? Hả? Kìa. Dạ. Vào vô cổ con Liễu đây. Vâng ạ. Này. Đứng lại. Dạ. Đi vào. Đứng lại. Vào. Đứng lại. Vào. Đứng lại. Ui. Mập mình ấy, mập mình ấy, mình nào. Mày có nghe tao không? Đi vào. Mày nghe tao. Mày nghe ông mày. Đứng lại đây. Mà thằng kia, mày là con trai của thầy, mà phải bênh thầy chứ. Mà chuyện này làm gì có, hai mẹ con nhà bà cứ ép tôi thế này. Tôi nói cho ông biết nhá, tôi đã sang đến đây rồi thì phải làm cho ra môn ra khoai nhá. Chứ không ôi. Phải là ông có thì ông nhận nhá, mà không có thì ông cũng nói với tôi một lời nhá. Nhưng có không? Nhận như thầy, nhận như nó tông thạch, nhận như nó nanh. Đến cái nước này thì tôi nhận này. Nào đi về nào. Nhận rồi. Rồi ôi. Thằng này mày vào gọi ngay con Liễu đi cho tao. Này con gọi này. Mẹ tao điên. Con kia. Con đàn phụ đâm. Đàn phụ. Cái gì đấy hả? Đâm phụ, đàn phụ, đâm phụ. Đàn này. Cái gì? Mà cả nhà bà đi sang đây lấy thịt đẹp người đấy hả? Này. Tao nói mày biết nhá. Mày lão loạn với chồng bà mà mày còn chống nịnh với bà hả? Cái gì? Tôi lăng loàn với chồng bà chứ không à? Trời ơi. Chồng bà trẻ trung quá. Kìa. Thẳng lưng lên. Trời ơi. Chồng vẫn còn thẳng được đấy. Thẳng. Nhưng mà tầm này thì nước non gì. Này, tôi nói cho bà biết nhá. Nếu mà lăng loàn với chồng bà thì thà tôi lăng loàn với thằng no này này. Ôi ôi, ui, em lại chị, chị nói thế chết. Bà nói cho mày biết nhá, rõ ràng con bà nghe thấy mày nói lời yêu thương với chồng bà nhá. Mày đừng có tưởng con bà ấy tuy là mất đường tiếng nhưng đường tai đường mắt là nó thính gấp tỷ lần mày nhá. Nói gì? À, thôi, khuyên chân thành là trung thực, thật thà, nhận nghi. Đừng để đây mày kể tin tiết ra, nó đau lòng, nó xót xa lắm nhá.
Bằng chứng đâu? Kể đi xem nào. Ừ. Con kể đi. Câu chuyện nặng nỗi mắt nào. Này, dạ. Mày có lừa cậu không? Con làm sao dám lừa cậu? Thế tao đứng thuất từ tiểu đến đầu, không thấy cái liễu nó đi qua là thế nào? Ngày nào cô liễu cũng đi qua đoạn đường này. Ừ. Thế tao bây giờ thấy là thế nào? Chắc là một lát nữa là cô ấy đi qua thôi cậu ạ. Này, cậu bình tĩnh. Cậu không thể sống thiếu liễu được. Tiêu lắm. Nhớ, một ngày không thấy liễu cảm thấy nó thiếu liễu cái gì. Con biết là như thế rồi, ừ. Nhưng mà có khi thôi cậu ạ. Thôi thì thôi. Con thấy cô liễu cô ấy không thích cậu đâu. Mày nói lằng nhằng vớ vẩn. Mày biết là liễu không yêu tao à? Riêng nhá, cái con gái ở cái làng ấy tao không thích tán thì thôi. Tao mà tán á, đổ hết. Úi giời. Tao hít tháo một phát, đổ hết. Đấy mà ông không nọ thấy ở đình mày không thấy à? Tao hít tháo một phát, bọn con gái đổ về nhà luôn. Đổ về nhà cả đống luôn. Nó về nhà làm gì ạ? Nó vô mới thấy u là tao hít tháo đều. Đấy, xong còn hôm sau nhá, tao lại hít tháo phát nữa. Tất cả bọn con gái đứng im. Đấy, bọn con trai đánh nhau. Đấy, mày thấy không? Mày thấy cái sức mạnh của cậu không? Đấy. Cậu thì mạnh rồi, cậu thì kinh rồi. Đấy, cho nên tốt lại một câu là cậu đã kết liễu. Ôi giời, cậu ơi. Thôi, có cái gì cậu cứ bình tĩnh. Nếu mà không tán được cô này thì mình tán cô khác. Làm gì cậu lại phải kết liễu đời trai làm cái gì? Mày ngu, mày không hiểu. Kết liễu ở đây không phải là thủ tiêu, là tiêu cực. Mà kết nhiễu nhanh là tao yêu nhiễu. Tao thương nhiễu. Mà tao muốn lấy nhiễu làm vợ. Thế thôi. Lấy làm vợ? Ừ. Ui, không nên đâu cậu ạ. Thằng này không nên. Thằng này mày toàn ngáng bạc tao thôi nhá. Mày đừng có cái kiểu đấy nhá. Mày hãm mưa thôi. Mày để im cái chuyện hôn nhân của tao nhá. Ồ kìa, hình như là nhiễu đang đến rồi đúng không? Đúng rồi không cậu ạ? Đúng rồi. Mày cầm con gà trong cậu. Đứng vào trong kia. Nhìn cậu thể hiện đây. Nhìn cậu kết nhiễu đây. Đi vào. Này nên. Nên. Từ từ. Đứng lại. Làm cái gì đấy? Tránh ra. Đừng thất vọng với nhau như thế. Hôm nay tôi muốn thổ lộ hết cái tâm tư tình cảm của tôi. Từ trước đến nay tôi giữ kín ở trong lòng. Hôm nay gặp nhiễu rồi tôi tuôn trào. Tôi nói hết, nói thẳng. Nói cái gì? Tốt hạ vào vấn đề luôn. Nói đi xem nào, nói gì? Tôi muốn nói là thế này. Nhiễu thêm nhà tôi ấy, hoàn cảnh gia đình ấy là giàu có. Bây giờ nếu về là tôi, làm vợ tôi. Nếu không mình nghĩ cần cái gì có cái này nhá. Thôi tôi tốt hạ thế này này. Tôi yêu nếu. Tôi muốn cưới nếu làm vợ. Tôi yêu nếu. Nếu, tôi yêu nếu. Bỏ xa. Yêu cái thằng thầy mẹ. Tao hiểu rồi. Tao hiểu rồi. Ô kìa cậu. Cậu. Thấy chưa? Náo, mất dạy, khốn nạn, nam phụ nam phụ. Yêu thầy người ta thì lại bảo là gọi thầy người ta là thằng. Ô thấy nó có ngu không? Hả? Hả? Mày ngu. Sao mày ngu đâu? Con ơi là con. Ngu quá. Ngu nào? Nó không yêu mày mà nó chửi bố mày, nó chửi thầy mày đấy. À. Con mất dạy này, ta mày mất dạy quá. Mày quá mất dạy rồi. Mày là con của thầy mà mày ngu quá. Mày đáng ăn đồ của thầy. Ôi trời ơi, cứu con. Ôi trời ơi, cứu con. Ôi, nhìn ra là mày à, thấy u tao đâu. Ôi u ơi, ôi trời ơi. Bà thấy chưa, bà thấy chưa. Mẹ con nhà bà làm tôi xấu mặt như thế này này. Bà nghe lời nó, bà đánh tôi tím hết cả mặt cả mày. Bà thấy chưa? Tôi nói cho ông biết nhưng mà dù sao nó cũng là con ông. Con tôi à? Con tôi như một ngu rồi tôi phải đánh nó. Mày về. Về nhà mày chết đi ông. Mày chết đi ông. Ông kia đứng lại. Tôi sẽ cho ông tím nốt con mắt còn lại nhá. Này, đi đâu? Bà tính thế nào? Thì xin lỗi. Ông kia! Đứng lại! Ê, ông bà ơi đợi con. Này, đi đâu đấy? Đi về chứ đi đâu? Không ở lại à? Ở lại để mà lộ à? Lộ thì sao? Này, vừa nãy nói thế tí nữa lộ đấy. Biết ông bà ấy ác tính như thế rồi. Ông bà ấy mà biết tôi với Liễu mà chết cả đám đấy nhá. Tôi về nhá. Tối nhá. Biết rồi. Người đâu mà cứ vâm 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 ý.
giờ này vẫn còn chưa thấy tới nhỉ? Này! Ui giời, giết cả mình! Này! Nô làm gì mà lâu thế? Làm người ta chờ mãi. Ra đây trước mà. Người ta ra đây trước ý. Nhưng mà chẳng qua là mũi cắn nhiều quá, người ta phải đi đi lại lại thôi. Thế à? Thì nô ra muộn bởi vì là ở nhà ấy. Bà thì đánh ông, ông thì đánh cậu. Ui giời ơi, cả nhà đang loạn hết cả lên kia kìa. Thế à? Mà tất cả là tại Liễu ấy. Sao lại tại Liễu? Thì tự nhiên Liễu lại đi chọc cậu với chọc ông làm cái gì? Đấy là Liễu giúp nô còn gì nữa. Nô tính xem, nô ở bên đấy hầu hạ dạ vâng biết bao nhiêu năm mà có được đối xử ra gì không? Người ta giúp mình hả giận, chẳng được một câu cảm ơn lại còn... Thì cảm ơn Liễu. Thế nô định cảm ơn Xuông à? Nhưng mà hôm nay có khi nô phải về thôi. Chứ ông bà mà biết chuyện của nô với Liễu thì có mà no đòn. Đúng. Rồi nha. Mày nói đấy. Cả nhà tao nục đục đánh nhau, thiếu mày một cái là tao nghi nghi rồi. Bây giờ u thử lý bọn này như thế nào? Lại đây bà bảo. Con xin bà, con xin bà. Bà nuôi mày từ tấm bé đến bây giờ mà mày làm như thế này có khác gì nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Con chó này. Bà ơi, con xin bà. Bà ơi, bà nghe con giải thích đã bà ơi. Dạ, bà cho con giải thích đã. Nói. Dạ, thưa bà, thưa ông ạ, thưa cậu, con với cô Liễu là yêu nhau thật lòng. Thế nhưng mà cậu lại thích cô Liễu và cứ đòi cưới được cô Liễu. Đấy, éo nhe cuộc đình lắm. Mà cô Liễu lại không thích cậu nên là cô Liễu mới mắng cậu. Nhưng cậu lại hiểu nhầm ý là cô Liễu thích ông ạ. Thế hóa ra chung quy cũng chỉ tại thằng con mình thôi ông ạ. Này, sói. Mày hết thuốc chữa rồi. Vì mày nhá mà tao đánh thầy mày tím bầm mặt mũi vào. Mày thử xem có được không? Thôi, thầy U cũng chỉ lo được cho mày đến thế thôi. Thôi đi về đi ông. Kìa thầy U. Về còn soi. Đấy, anh nô thấy không? Mình cứ nói hết ra, ông bà hiểu mà. Thế thì Liễu đợi nô vài năm nữa để nô làm công cho nhà ông bà Phú. Khi có tiền thì chúng mình sẽ lấy nhau nhá. Thôi, bây giờ đi về đi. Thầy ơi, Liễu ơi, thế là bỏ tôi đi hết cả. Ôi trời ơi, còn con này, mày kêu cái gì? Mày kêu như ông thịt mày đấy. Ôi trời ơi, bây giờ tôi ngẫm lại rồi, chỉ có Kê là ở bên anh trọn đời thôi. Nhanh đi đâu, gớm. Tao không đi nhanh được. Không đi nhanh, sao nhiều lúc đi nhanh thế? Nhiều lúc nó có gái thì tao đi nhanh được. Đi biết ngay mà, cứ thấy bóng hồng nào cái là chạy loạn lên. Nhanh 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 lên cậu ơi. Tao không nhanh được. Thì không nhanh, ăn lắm rồi thì nặng bông không đi nhanh được cái gì. Mày lại chửi tao đấy à? Thì còn đâu dám chửi cậu. Mày... biết ngay thế nào cũng vụt vào. Ấy cậu, sao lại vụt con? Mày là thầy tao hay mày là đầy tớ của tao mà mày cứ xăm xăm mày đi trước thế à? Con đi trước ấy là để con dò đường cho cậu. Nhớ nhá, cậu dẫm vào gai, cậu dẫm vào phân, cả nhà cậu ăn đủ. Tao tạo vào mồm mày đấy nhá. Mày bảo ai ăn đủ? Tao không cần. Không cần rồi đó. Ôi trời ơi. Đã bảo mà. Mày rủa ông đúng không? Con đâu có rủa. Mày rủa ông dẫm ngay vào rồi đây này. Tại cậu mắt kém, mày cứ đòi đi trước. Dẫm vào là phải. Đi. Đi.
Úi giời, úi giời. Cái thế gái là tiếp hết cả mắt vào. Lớn bùi bé mềm. Cậu ấy thì cái gì chả bùi chả mềm. Cậu á, già trẻ là cậu có đâu có tha. Mày chỉ được cái hiểu cậu. Còn nói cậu bé, con bé này ở làng bên. Nó ghê lắm đấy nhá. Cậu mà trêu nó là không có được đâu. Mày chưa biết cậu rồi. Mày trông cậu đây này, gớm. Đến cái con hến ở làng bên, nó kinh như thế mà cậu còn khuất phục được nó. Cậu cứ thử treo đi, cậu treo cho cậu biết. Mày nhìn cậu. Sao ông lại đánh con? Trông cậu đây. Ai đi đâu đây? Ai hỡi ai? Thật đấy nhá. Mày trông con này nó ghê lắm đấy. Trông cái làm gì đấy? Ai đi đâu đây? Ai hỡi ai? Hay là chúng đã nhớ mai tìm đi tìm bạn tình nhắn ơi. Tình nhắn này. Đấy con đã bảo tí cụt tí cụt. Em ơi thọc cho cái gậy vào mồm bây giờ. Mày lên đi, mày thay tao luôn đi. Cậu em ơi, chẳng hay tên gì, con cái nhà ai nhỉ? Cái nhà vừa nỏ mồm thế mà bây giờ không chịu, không nói. Để lượn đi cho nước nó trong. Ủa đấy, nói rồi. Lượn cho nước nó trong. Này, phải đứng rồi nha, cậu nha. Bây giờ mà cậu mà không tránh ngay ấy, là nước nó chuẩn bị đục rồi đấy. Tao khuấy rồi nó đục hẳn lên bây giờ đi. Trong này. Đấy, vẫn trong. À thì bây giờ anh mới hỏi Đào. Tôi không phải Đào. Thế bây giờ anh mới hỏi không phải đào này. Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Anh hỏi thì tôi cũng xin thưa. Vườn hồng đã có. Nhưng mà tôi đố bố con thằng nào vào. Ôi trời ơi, cậu ơi, chạy. Chạy chạy không cụt ba to bây giờ. Đó thằng. Chết đi mà. Biến ngay. Đã bảo cậu rồi, ghê lắm mà cậu không nghe. Tao biết đâu. Ôi trời. Chết từ từ. Ôi trời. Ôi trời. Cậu ơi, nơi này Bắc Quốc có đuổi cậu kìa. Con đùa đấy. Điểm mẹ. Mày là đẩy tớ tao mà nó đuổi tao mà mày chạy trước được à? Như nó bổ chết tao thì sao? Mày là láo lắm đấy nhá. Láo gì? Mày từ sau mày phải chạy thế mày chứ. Ôi, cậu ơi, con phải chạy trước chứ. Không nhớ nó bổ con thì lấy ai là người chăm sóc cậu? Nó bổ cậu còn có con chăm sóc, nên con phải giữ cái tấm thân con để nhớ cậu có vấn đề gì còn chăm sóc cậu chứ. Bố mày. Này, dạ. Tao thấy con này nó bỏ hung đấy. Nhưng mà cậu lại thích. Cứ hung là cậu lại thích. Cậu á, cậu mà cái thích ý, nó rồi từ bọ hung một con là nó biến với cái thành bọ ngựa nó bổ cậu chết. Cậu thích thì con sẽ có cách để đưa nó về làm đẻ cho cậu. Thế nào? Cậu thích thì con bày cho. Đi. Mày làm thầy tao à? Anh biết, anh biết. Mày làm thầy tao à? Cứ đi trước thế. Đi trước lại cứ vụt thế. Cậu từ từ. Bàn đã.
ra bản đã. Bản, bản. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mẹ cha cái con trâu này. Trâu giả mà làm như trâu thật. Nhìn như thật rồi. Ông lại đem mày về thịt bây giờ thì đã thế, ông sỉ nhục mày. Ông ngồi lên mặt mày. Ông cẩn thận nhé. Là nó đâm nổi ruột cậu đấy. Nhà con bé đi rồi. Nhưng theo con ấy, cậu quay đầu là bò. Bước thêm một bước là cậu đâm đầu vào bụi. Con này nó ghê lắm. Mà ở cái làng này, ở cái làng mình, mà ở cái làng mình thiếu cho con gái nhỉ? Sao cậu cứ phải thích cái con này bé này? Cái này lại chọc chọc ở chân rồi đấy. Cái tánh tao nó thế. Tao đã muốn gì là cái tánh tao phải làm cho bằng được. Tao đã muốn ai thì tao phải lấy cho bằng được. Nhá. Mày biết chưa? Mày hiểu không? Hiểu rồi. Nhưng mà cái đầu gậy này, cái ba toan này, thơ chí này, chồng cái đầu gậy này. Con này ấy à, ấy à, ấy à. Gặp cái nó chặt cho cuộc gậy này. Ông này, này, này. Thọc vào họng mày đấy nhá. Này đừng có thọc lung tung nhá. Lúc nào cũng thích thọc. Mày cứ gàn gàn ông thọc vào họng mày đấy nhá. Thế được rồi. Tao quyết rồi. Là tao vào tao sẽ đánh từ gốc. Xong tao sẽ hốc lên ngọn. Tao sẽ bẻ lá. Tao sẽ hái hoa. Tao sẽ ngắt nhụy. Mày hiểu chưa? Cậu mà đã có quyết rồi thì con không có cản. Nhưng mà có chuyện gì thì cậu tự chịu nhá. Thế cậu vào đi. Chúc cậu mọi điều tốt đẹp. Ở đây ngồi đây nhá. Sỉ nhục con trâu này cho tao. Vâng. Chờ tao mang tin chiến thắng ra nghe chưa? Rồi. Đi quả này á là lành ít dữ nhiều. Hỏi ai? Phi phật chết ngay. Đứng lại. Vào đây. Hỏi ai? Hỏi đây có phải là nhà bác Tuất không? Mày hỏi đều tao à? Phi phát chết ngay. Ôi trời ơi, không xin bác đừng phi. Dạ bác có đúng là bác Tuất không? Đúng là Tuất. Nhưng mà mày hỏi đều phải không? Ôi dạ không hỏi đều ạ. Vào đây thì mới biết. Dạ cái tên Tuất nó chỉ là tên đồn thôi. Dạ. Nhưng mà vào đây gặp cái phong thái của bác, cái thần sắc của bác, nó mới toát lên một người to lớn, vĩ đại. Dạ, nó không tầm thường như cái tên mà mọi người cứ quan niệm. Dạ, dạ. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn ạ. Này, dạ. Hôm kia ấy, dạ. Có một thằng nói nhiều. Sao? Nói không dứt mồm. Sao? Sáng nay nhập quan rồi. Phi một phát chết luôn. Con mày tên gì? Vào đây có việc gì? À, ta lại kể tiếp chuyện. Sáng nay có một thằng vào đây như cơm, hỏi cái gì cũng không nói, làm thế nào cũng không mở mồm. Phi bù phát chết luôn, đang nhập quán. Thế là bây giờ là phải nói hay là không nói á? Tùy mày. À, dạ, thế thì thôi cứ nói bình thường thôi ạ. Dạ. Dạ, thì xin thưa với bác, cháu là con của Phú ông ở bên làng bên. Dạ. Hôm nay sang đây, dạ, đầu tiên là để vấn an sức khỏe của bác. Thứ hai là cũng gọi là có chút lòng thành. Dạ, xin bác là thu nhận. Dạ. Có thế này thôi à? Úi giời, không, cái này nó chỉ là mở đầu thôi. Dạ. À, còn phần sau nữa à? Dạ. Sau là
cũng Tết sắp đến, xuân sắp về. Dạ. Thì cũng có một chút gọi là để gia đình ta ăn Tết. Được đấy. Dạ. Được, được. À, khá hơn mấy thằng trước. Dạ, con nhà lão Phú thì mình khác nhỉ? À, thế à? Dạ. Ba ông Phú à? Dạ. À, thế bây giờ có việc gì? À, dạ. Thưa bác, nghe đâu là em Liễu nhà ta là cũng đến tuổi cập kê. Đúng. Dạ, cháu sang đây là cũng có ý để xin phép với bác cho cháu đi lại với em Liễu, rồi sau đó thành thân tiến hành lễ cưới để chúng cháu được về một nhà. Nói để bác yên tâm. Dạ, nhà cháu là một gia đình trăm anh thế Việt. Một gia đình có nền tảng từ xưa tới nay. Đến bốn đời rồi. Dạ, người ta cứ bảo là ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Dạ, nhà cháu giàu bốn đời rồi mà không khó được. Dạ, nếu mà em Liễu mà về nhà cháu, dạ thì cứ gọi là một bước lên bà. Thế hai bước đấy đâu? Dạ, lên bàn thờ ạ. Ôi trời, ôi trời. Tập phát chết ngay. Không. Con gái ta mày bảo hai bước lên bàn thờ là thế nào? Dạ, ý của cháu là ai rồi cũng sẽ có lúc phải già. Già thì tránh sao khỏi số mệnh. Dạ, tức là bọn cháu sống với nhau đến già đấy ạ. Dạ, chứ nói không thế không, thì còn nghe được. Đâu phải chết non, chết yểu đâu ạ. Dạ. À, thế thì hôm nay sang thì có lời với bác như thế. Rồi xin gia đình ta chọn ngày cho chúng cháu. Để chúng cháu về chung một nhà, chăm lo cho hạnh phúc của nhau. Dạ, em Liễu sẽ sống trong cảnh ăn trắng mặc trơn. Dạ, ăn sung mặc sướng. Được. Dạ, nói xa cũng chẳng qua nói gần. Dạ, nói đi rồi lại nói lại. Dạ, nó cũng thế. Dạ, tóm lại là chúng cháu tóm lại là cháu xin phép để đi lại với em Liễu, rồi chọn ngày lành tháng tốt để rước em Liễu về bên nhà cháu. Được. À, xứng đáng con nhà ông Phú. À, không phải là cái loại tay không bắt giặc. Có cái này đi tay không đâu mà. Thôi được rồi, bây giờ về thưa với ông Phú là ta đồng ý chọn ngày lành tháng tốt, xong rồi sang đây nhá. Chào nhạc phụ. Chào con rể nhé. Dạ. Chào nhạc phụ. Chào con rể. Dạ. Chào nhạc phụ ạ. Chào con rể. Thế con lại chào nhạc phụ. Thôi chào thế thôi. Về đi khu phi phát chết luôn. Dạ, nhập quan ạ. Dạ, con chào nhạc phụ. Được. Thế là tương phết đây. Con chào nhạc phụ. Con về. Dậy. Đi nào đấy? Yên tâm ngủ. Dậy. Con cái nào ấy? Bố mày đây con ơi. Dậy! 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 Ôi trời! Ôi cậu à! Đã bảo rồi! Cái này đừng có chọc bày chọc bạ! Con còn chưa lấy vợ đấy! Thế sao mày ai bảo mày ngủ say thế hả con? Cậu bảo lâu chứ con chẳng ngủ! Chọc! Thế nào rồi? Tao chọc vào đâu mà chặt được. Được rồi. Xong rồi. Chúc mừng cậu. Tao đã nói rồi, cái tánh tao nó thế. Tao muốn gì là phải được. Tao thích ai là tao phải lấy
cho kỳ được cơ mà. Cậu ấy đúng đúng là sát gái tâm đám nào là được đám đấy. Được rồi. Đi về để chuẩn bị lễ cưới cho tao. Đi về. Vợ tương lai này. Vợ... Trời ơi. Cậu có sao không? Đâu. Cậu dậy. Sao không cậu? Đã yếu lại còn đòi ra gió cơ. Này cái con kia. Sao mày để cậu ra? Con kia. Mợ đấy. Vợ tương lai của cậu đấy. Này. Nói linh tinh cái gì đấy? Mạnh mẽ quá. Đẩy mạnh quá đi. Này. Sắp là vợ chồng của nhau rồi đấy. Này. Sao phải đẩy mạnh thế? Có bị dở không đấy à? Ai là vợ của anh? Nói chuyện với thầy Tuất rồi. Thầy Tuất? Và nói chuyện với thầy Tuất rồi nhỉ? Tuất nào? Đưa cả quà nhỉ? Tuất thì mài sao đi, để Tuất thì thịt lợn thế nhỉ? Thế là... cô biết Tuất thịt lợn à? Biết, tặng cả quà. Trời ơi! Này, tôi chúc mừng nhá! Chúc mừng! Trời ơi! Sao về một nhà lại còn chúc mừng? Về một nhà nào? Đi một nhà với mình chứ ra một nhà nào? Này, ông có nhầm không đấy? Nhầm thế nào được nhầm? Này, tôi nói cho mà nghe. Ở cái làng này ấy, rất là nhiều Tuất. Tuất lợn này, Tuất chim này, Tuất gió này. Thế mình là con Tuất lợn đi cần gì nữa? Nhầm rồi, tôi là con của thầy Tuất chim. Bởi vì nhà tôi nuôi rất là nhiều chim. Chứ còn nhà ông Tuất lợn này cũng có một đứa con gái. Nhưng mà bị... Bây giờ tôi chúc mừng cậu đã lấy được con gái của ông Tuất thịt lợn. Con gái ông ý bình thường lắm. Đấy, thấy chưa? Thôi, tôi phải vào lấy thịt lợn. Mai nhà có việc nhá. Chả hơi à? Nhầm rồi. Cậu đưa nhầm rồi. Mày chỉ tao nhà này cơ mà. Thì con biết đâu. Đây cũng tên là Tuất. Con gái cũng tên là Liễu. Bây giờ làm thế nào hả cậu? Đòi quà. Ui ôi. Nó cầm cái con dao chọc thịt lợn kia. Nó mà phi một phát là hai cậu cháu mình nhập đi tâm. Nhập quan đấy. Cậu vào đòi đi. Thôi. Về tính sau. Về tính sau. Dẫn cậu về. Đây, phần của anh Nô đây. Tôi lại có phần à? Ngại quá. Nhưng mà vẫn xin. Đi theo cậu tôi bao năm tôi biết. Có cái tính trăng hoa. Cứ thấy con gái nhà lành là trêu là ghẹo, là áp bức, cưỡng chế. Đấy, cứ phải được một trận như hôm qua thì mới nhớ đời. Mà hôm qua đáng phải đánh cho một trận mới cầm dao dọa thôi. Nhưng cũng sợ lắm rồi. Sợ lắm rồi à? Về nhà ốm phát sốt. Thôi, tôi đi về đây. Đi lâu, nghi ngờ. Anh Nô về cẩn thận nhá. Tôi về đây. Ôi giời đất ơi. Mới có 30 Tết thôi mà. Ui, làm cái gì mà chúc tụng nhau được cứ ầm ĩ điếc hết cả tai thế nào. Dứt hết cả đầu. Cô đi. Ui trời ơi.
Cái gì đấy? Mày vào, mày phải đánh tiếng rồi nha. Tao dặn mày rồi. Cái gì mà từ từ? Mày cứ vù vù, mày phóng như thế à? Hả? Dạ, dạ vâng, lần sau con rút kinh nghiệm ạ. Nhớ chưa? Dạ, bẩm cụ là cụ ngồi im để con rửa mặt. Thôi được rồi, để trong thừa trong rửa bằng cái nước nước mùi, hoa mùi, mày nhớ chưa? Dạ. Mùi gì khắm đấy nhỉ? Làm gì có mùi gì à cụ? Mũi về nào đấy? Mày khịt mũi rồi. Đấy. Mùi à, thum thủm, khăm khẳm, thối thối vậy. Úi dồi ôi, tôi chết rồi. Dạ bẩm cụ là cái nước rửa chân này con rửa cho cụ từ hôm kia mà con quên không đổ, là hôm nay con lại mang lên để định rửa mặt cho cụ. Thằng mất dạy. Lát nữa tao lấy cái nước này tao lau mặt cho mày. Để con đi thay luôn. Không cần. Đi thay luôn ạ. Đứng lại tao bảo. Dạ. Cụ mới mua cái quyển tử vi này này. Dạ. Năm nay là cái năm dần. Vâng. Ừ. Cái tuổi của cụ này chỉ có hợp với lại cái tuổi ngọ, tuổi tốt thôi. Kỵ với tuổi mùi. Nói tóm lại là không phải tuổi ngọ, tuổi tốt mà đến trước cửa nhà cụ mày cứ đuổi thẳng cổ cho ta nhá. Nhớ chưa? Con chắc không hả cụ? Chắc như linh đóng cột rồi. Con chắc tin. Cụ có ăn có hạt gì đâu mà cụ cứ ngồi đấy cụ phán xem bói như thật. Thằng này mất dạy à. Mà thôi, con nói thật nhé, là cụ đưa cho con một hào, con đi tìm thầy cúng, người ta xem cho là tuổi nào hợp cụ, tuổi nào không. Làm sao tao phải mất tiền? Tao đã mua cái quyển tử vi hai hào rồi. Mày cứ nghe tao nhá. Dạ vâng. Nhớ chưa? Vâng ạ. Nhắc lại xem nào. Tuất với ngọ thì cho vào. Ừ. Còn không thì tuổi cổ. Đúng rồi. Dạ vâng. Dạ, ông cứ vẽ chuyện. Tuổi nào phải giao chống tuổi nào. Bà, chả hiểu gì hết. Kiêng kỵ thì mới gặp may mắn chứ gì. Thế tuổi nào mà nó chả thế. Năm nào nó chả vậy. Không nghe các cụ bảo gì à. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Hiểu chưa? Rồi. Uống nước đi. Mà hôm nay là 30 Tết rồi đấy. Bà hạ hỏa, cái tính khí của bà nó hạ xuống một tí nhé, để sang năm cho nó may mắn, nhớ chưa? Đây này, tôi đã xem tử vi kỹ lắm rồi, cái tuổi tôi chỉ hợp với lại ngọ tuất, còn các tuổi khác là cứ đến trước cửa là đuổi thẳng cổ, hiểu chưa? Tôi nói thật với ông ấy chứ, mấy năm trước với năm nay, ai trong nhà chả thế. Bà không nhớ gì à? Sao? Đấy, bây giờ bà mù hết đầu, bà có nhớ gì đâu. 3 năm trước cái lão phu hộ ở làng bên sang sông nhà, mà tuổi tôi với tuổi lão lại kỵ nhau. Đấy, cái năm đấy tôi mất hẳn cái chức đấy. Ôi trời ơi, tốn bao tiền. Này, đấy là do ông ngu thôi nhá. Ông lại cứ đổ tại cho người khác. Đấy, 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 đấy. Trước mặt chồng lúc nào cũng chê chồng ngu. Ngu, đúng rồi, tôi ngu. Cho nên là bây giờ tôi vẫn giữ cái chức lý trưởng đấy. Mày có một tiền giữ. Mày vừa bảo gì? Dạ, con không nói gì đâu cụ ạ. Tao vừa nghe thấy mày bảo là có một tiền giữ như này. Đâu. Mà không cẩn thận thì sáng mai mùng 1 tao khâu cái mồm mày lại đấy. Dạ. Thôi, Hồng. Dạ. Bây giờ đi theo bà làm công cúng tổ tiên nhé. Sắp đến giờ rồi. Còn ông cứ ngồi đây mà coi sổ coi sách. Nhé, rạch việc. Mày nhớ nhá, tuổi ngọ tốt cho vào, không đuổi thẳng cổ nhá. Trời ơi, chắc con thế cơ mà ăn suốt ngày mới đòi tiền rồi nhá. Mà
năm nay tiền bạc đầy nhà, phú quý vinh hoa lại thăng quan. Con chào cụ Lý ạ. Dạ, đầu xuân năm mới con sang đây chúc cụ Lý là an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc phát vợ con ạ. Đầu xuân năm mới mày vừa mới giúp cụ mà cái lao ầm ầm như mọi năm là thế nào? Dạ. Bây giờ đi gặp cụ về nhẹ nhàng từ từ nhé. Dạ vâng ạ. Mày vừa chúc cái gì? Dạ con chúc cụ sang năm mới là phát tài phát lộc phát vợ con. Cái đấy được, phát vợ con á. Cụ thuộc bà nhà mày. Dạ. Cụ lì xì con. Thằng mày khéo thật kìa. Đấy, mới phải tung tiền này nó mới đỏ. Dạ. Có nghĩa là năm nay tiền có thoải mái để cho mình tung. Dạ vâng. Hai Trinh. Dạ. Tạm thời một Trinh đã. Chưa cụ mừng tiếp một Trinh. Dạ vâng. Con xin ạ. Này, mày ra ngay ngoài cổng. Nhớ là cái tuổi mà cụ dặn mày rồi đấy, nhớ chưa? Con nhớ rồi. Thì em cho vào. Dạ vâng. Không đuổi ra cổ. Vâng ạ. Được chưa? Mà quan phú ơi, cụ dặn tuổi gì ấy ạ? Cái thằng đầu đất này. Chả nhẽ năm mới tao lại gõ cho mày xưng đầu lên. Cụ nhắc lại con một lần. Tuổi ngọ, tuổi tuất thì hợp với tuổi cụ, nhớ chưa? Ngọ, tuất, còn đâu đuổi cổ? Còn đâu là đuổi thằng cánh. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Mùi sung. Đang hầu cho cụ Lý đấy hả? Ôi dồi, con chào bác lớn ạ. Này, làm cái gì mà mày rúm gió lại thế hả? Vào bẩm với cụ Lý là có quan lớn đến chúc Tết. Năm nay cha ta được mừng thượng thọ. Dạ. Nên ta đi chúc Tết người dân nhé. Dạ, ui dồi, thế thì phúc đức cho nhà ông con quá. Nhưng mà trước khi con vào hỏi thì quan lớn cho con hỏi là quan lớn tuổi gì ạ? À, thằng này láo nhỉ? Mày mà lại dám hỏi tuổi quan lớn hả? Dạ không ạ. Thưa quan lớn là ông con bảo là ai đến chúc Tết cũng phải hỏi tuổi rồi mới cho vào ạ. À, thế vào bẩm với cụ Lý nhà mày là quan lớn tuổi con dê nhá. Con dê ạ? Ừ. Dạ vâng. Dạ, quan lớn cho con hỏi là con dê là tuổi gì ạ? Ô hay, cái thằng này to cao thế mà sao đầu óc mày ngu thế nhỉ? Con dê có nghĩa là tuổi mùi. Bảo với cụ Lý nhà mày là quan lớn tuổi mùi nhá. Dạ vâng ạ, con vào báo luôn ạ. Ừ. Thằng Lý dạo này gớm thật. Quan lớn mà nó còn cấm cửa thì không hiểu là dân đen có việc mà muốn tìm cụ Lý thì nó hành đến mức độ nào. Được, để qua Tết ta sẽ cho nó biết mặt. Đầu sang phú quý lại thăng quan. Cụ ơi cụ. Đấy lại cứ mầm thế rồi. Đi nhẹ nhàng có khẽ sao nào. Cụ ơi, có người. Cụ gì? Tuổi mùi cụ ạ. Tuổi mùi á? Dạ. Lại tao bảo. Dạ. Ngồi đây. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Mày có thích cái bát nước nóng này vào giữa đầu mày không? Ê, dạ. Tuổi mùi là tuổi kỵ với cụ. Dạ. Tôi chả nhớ gì cả. Dạ. Cho cái tuổi kỵ vào để tan cửa nát nhà. Vâng, con nhớ rồi. Nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Dạ, thưa quan lớn là con thì rất muốn cho quan lớn vào. Nhưng mà cụ con thì lại bảo là tuất ngọ thì được vào. Còn đâu thì tống cổ. Bẩm quan, thằng này hôn quá quá ạ. Để con cho nó một trận. Thôi. Ta đến đây để chúc Tết chứ không phải để gây sự. Buông nó ra, nó chỉ làm theo lệnh của phụ lý thôi. Đi về. Quan lớn đến chúc Tết mà cũng đuổi về. Cụ quát tức.
lần này không phải là tuổi mùi, nhưng mà là tuổi thìn cụ ạ. Tuổi thìn á? Vâng. Con lấy tuổi thìn là thế nào? Tuổi thìn là vẫn con ngựa, tuổi ngọ cũng tuổi tuất mà. Ngọ tuất, ngọ tuất, ngọ tuất, ngọ tuất, ngọ tuất, ngọ tuất, ngọ tuất. Nhớ rồi nhá. Vâng. Ui trời, sốt ruột vào cái thằng này. Mãi mà chả có tuổi ngọ với tuổi tuất là thế nào. Không có ngọ tuất thì năm nay xui ngay. Cụ ơi, có rồi cụ ạ. Tuổi gì? Tuổi ngọ. Ngọ gì? Ngọ hả? Ngọ tổ vào. Dạ, để con mời vào luôn. Tổ vào. Ngọ ơi ngọ, ta thích mày lắm. Ngọ chào cụ Lý ạ. Năm mới chúc cụ mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Cụ là người sống đất nhà tôi à? À dạ, cụ chết. Ô, nó đợi tận trưa rồi mà vào vẫn là người sống đất ạ? À? Ừ, cụ thứ chết. Ừ, thế tôi xin phép cụ Lý tôi về. Mày đưa một tin đây. Dạ. Một tin của mày đâu? Đây à? Cứ đi tao. Thằng ngu này. Sao mới để cho cái lão nghèo, xác nghèo sơ của cái làng này sông đất hả? Thế thì năm nay nhà chỉ có lụi thôi, chỉ có cảm đất mà ăn thôi nhớ. Thế thì cụ dặn con là tuổi ngọ với tuổi tuất thì lão ấy bảo tuổi ngọ. Trời ơi, sao mày ngu thế? Hầu ơi, mày ở với tao bao nhiêu năm rồi còn cho cái lão nghèo kiết xác qua cái làng đến sông đất à? Ôi trời ơi, lạ thật đấy nhỉ, sao lại không đến nhà mình chứ nhỉ? Ôi trời, cái gì đây? Thế mới mùng một rồi đó, cứ hùng hục này. Cái lão mẹo đầu năm mới vào nhà mình làm gì đấy? Dạ lão tuổi ngọ nên là con cho vào nhà mình thôi ạ. À? Vào sông đất chứ còn gì nữa. Này, thế quan huyện từ sáng giờ đã vào nhà mình chưa? Quan huyện đến Tết làng mình hả? Ừ, năm nay quan huyện làm cái lễ thượng thọ nên là đi quanh làng vào sông nhà từng nhà một. Thế cho mỗi nhà 10 hào. Vậy mà nhà mình không thấy một trinh nào. Lạ thật đấy. Ô bà ơi, quan huyện có đến nhà mình mà bà. Đến lúc nào? Đến lúc nào? Bao giờ? Thì cụ chả bảo con là đuổi quan huyện về thì gì? Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Mày giết tao rồi! Ôi giời ơi! Thế mày đuổi quan huyện về à? Thì ông chả dặn con là trừ tuổi ngọ với tuổi tuất ra, kiêng kỵ nhất là tuổi mùi. Mà quan huyện đến đây, quan huyện lại bảo là quan huyện tuổi mùi. Thế là con đuổi quan huyện về luôn. Ôi giời ơi! Mày ngu quá Hồng ơi! Ôi trời ơi, năm mới lắm mẹ, mà người có tiền thì không cho vào, lại đi giết cái lão mẹo nghèo xác nghèo sơ vào. Trời ơi, tôi nói cho ông biết nhá, năm nay mà nghèo xác nghèo sơ như cái lão mẹo, xong rồi lại còn trượt cái chức quan nữa, thì ông biết ngay thôi, ông ấy ơi, ông ấy. Tất cả là cái mày nhá, năm nay chắc chắn là mất thêm tiền rồi, ông ấy chức lý trưởng này, dễ xuống dốc lắm.